Lại là Demis rồi, LCK rồi. Không anh em à, đây là Lucian. Và từ rất lâu rồi, Lucian vẫn đi mid như bình thường đó mà, cùng với Cookie. Đi mid lâu rồi đấy chứ hả, có gì đâu. Tôi đang solo cực mạnh với cái thằng Cookie và tóc biến lên. Có một cái đánh thường khiến cho em nó phải lâm vào trạng thái tới nãy ngày. Ua, sống âm lỗi vậy này. Rito, ok, so beautiful honey. Anh em nào đang xem clip có cần ạc với skin tóc chiến thì tôi có nha anh em ơi. So thank you. Và cái thằng Cookie này nó đang rất là khó chịu khi mà tôi rỉa nó rất đau. Ai da biến về, ai da biến. Giỡn chút mà chạy dữ mày. Lợi dụng cái tình hình mà cái thằng Cookie đã về, tôi cùng với những người anh em của mình đã đi vào trong cái khu vực rồng lửa để mà ăn đó. Và con rồng lửa này nó sẽ cho chúng ta chỉ số về sức mạnh phép thuật, cùng với đó là sức mạnh công kích nha anh em ơi. So thank you. Tôi last hit thành công cái con rồng lửa, nhưng đường quay về lúc này đã thật là tối tăm khi mà họ đã dấn thân vào con đường đầy tội lỗi là đưa tôi về lòng đất. Rồi không sao, rồi không sao nha. Tôi lên xong súng hải thật là chuẩn bị cái thằng Cookie nó 9999 đam là ngập mồm đối với tôi nè. Ép đường tới cỡ này mà một lát nó xanh lên rồi nó bắn được thì tôi cũng nó luôn. Đây để tôi rỉa xương xương cho thằng Cookie nó không có cảm giác là nó chuẩn bị ra đi nha anh em ơi. Đó, lướt vào trong mắt chiêu lướt rồi đúng không? Ulti nè mày, tóc biến ra để làm gì? Kìa, cái gì vậy anh le xin nữa hả? À, anh bỏ rồi anh em ơi. So thank you. Oh, ok anh em. Và anh em biết rồi đó, thì chúng ta chơi Lucian, chúng ta phải tận dụng tốt cái chiêu đánh thường, chiêu rồi đánh thường, rồi chiêu rồi đánh thường. Bởi vì khi mà chúng ta đánh thường, sau khi sử dụng chiêu thì chúng ta sẽ được hai đòn đánh đó. Như anh em đang thấy là tôi rỉa cái thằng Cookie này tới công chuyện luôn. Wow, nó cũng được đó chứ, nó lấy lại mạng tôi rồi anh em. Để tránh cái sự mà xanh trở lại của Cookie thì tôi lại ra khu vực đường mid để có thể bêm em ấy một cách quang minh chính đại. Thì đúng rồi, có thằng nào kéo vô bụi chuối để bêm đâu. Rồi, Cookie xài ulti luôn rồi nha anh em ơi. Xài ulti rồi, nó xài ulti rồi. Tôi lướt lên, khoảng cách cái đã, em nó tiếp cận. Tôi xả ngay, xả liên tục vào người của em nó. Hứng trọn cái ulti của tôi thì chắc chắn là em nó phải ra đi rồi. Làm sao mà chịu nở đi với hại. Sau sự thành công đó thì tôi xuất hiện ở các khu vực đường khác để giúp đỡ anh em. Đó, con người sống có tâm đạo mà. Trời ơi, cái đường mình xanh là mình cũng phải đi giúp những người anh em thiện lành chứ. Ý lại là có anh em rất đông, cho nên là tôi rất sung. Và giờ tôi đợi nó lú lú ra là tôi nhảy ra tôi bắn liền đó. Nhưng mà tôi không ngờ một cái điều là cái thằng Le Xin nó còn ulti anh em mà. Nó gửi luôn cái bàn chân trái vào cái be sườn bên phải của tôi, làm cho tôi chịu không có nổi, phải về lên cái gươm đồ tể thôi. Mà nói thực chất ra là lên nguyên cái cây lời nhắc tử vong á chứ, để có thể mà xuyên giáp chưa đầu hàng số phận. Tôi và team của tôi lại đẩy lên cái trụ ở cái khu vực đường nãy đó anh em à. Ây da, Xin hao ăn nhẹ cái ulti của Seraphine và anh ấy phải nằm xuống rồi. Seraphine chứ, mất mát quá nhiều nên phải đi về thôi. Để mà tăng cái phần kịch tính lên thì tôi cùng với team của mình lại là như vậy anh em à. Đang ăn con ba đình a so vậy mà Cookie xuất hiện, hoài cha khó chịu vô cùng. Xin hao của tôi hết máu rồi, nhưng mà may mắn lại là tôi last hit cái con ba đình a so. Ok, lúc nãy ăn rồng thì tôi cũng last hit, mà bây giờ ăn ba đình a so tôi cũng last hit. Coi cái con người có tâm đạo là nó vậy đó anh em à. Nó tâm đạo nó lan tỏa đến khắp cả mọi nơi. Nó lan tỏa từ miền quê tới miền núi. Nó lan tỏa từ thành thị tới nông thôn. Ôi chà, ai ai cũng biết tên tôi là một Lucian đẹp trai thanh lịch vô địch khắp vũ trụ. Và mang đến cho team tôi những cái con gọi là cái con rồng nè, cái con ba rình na so nè. Ok, so beautiful honey. Ăn xong ba rình na so phải lái vội cái con ti hét lên để đẩy trụ anh em à. Lấy xong cái trụ đầu tiên này á, cái trụ gì? Cái trụ đầu tiên ở trong khu vực sân bay là chúng ta sẽ có lính siêu cấp. Mà khi chúng ta có lính siêu cấp thì sẽ như nào à? Sẽ đẩy đường dễ hơn đó. Và anh em có thấy thêm cái điều gì không à? Đúng vậy, chúng tôi ăn được ba rồng rồi, có thêm cả linh hồn rồng lửa. Thì lúc đó mỗi viên đạn mà tôi phát ra vào người kẻ địch á, nó đau vô cùng. Nếu mà muốn mà tôi mà không bắn á, thì đầu hàng đi, đừng có để mà tôi xả vào người nha. Rồi, số khe hiện tại lại trong tình huống đang giao tranh cực kỳ gắt. Tôi lướt lên và sau đó gây sát thương liên tục vào người của Moon Đồ, khiến cho nấy phải lâm vào trạng thái tới nãy ngày. Với cái lời khắc tử vong chưa lên xong, nhưng chúng ta có một cái gươm đồ tể thì rất mạnh anh. Ê, Le Xin nè, Le Xin với chúng tôi nè. Chút xíu nữa cái người nằm xuống đó là tôi rồi đó anh em. Nhưng mà hên cái gì,
hên đẹp trai. Quải cái chữ gì kia chứ, hên đẹp trai bởi vì không đi đó anh em à. Bây giờ lính của tôi đã vào trong trụ rồi, và lính siêu cấp cũng đã lên. Vậy thì cớ làm sao mà chúng tôi lại đi về? Chúng tôi muốn cho cái tên bên kia một ân huệ. Ân huệ anh em à. Dạ sợ. Sau khi mà lên xong lời nhắc tử vong thì tôi quyết định lên cho mình một cây gọi là cái cây huyết kiếm để làm gì. Và nghe huyết thì biết trong đó nó có cái phần trăm gì. Máu đó anh em, huyết đó. Ok, nó là hút máu anh em à. Và kèm theo đó nữa, cái cây huyết kiếm này của chúng ta nó có thêm chí mạng nữa. Thì cái đòn đánh thường của cái con Lucian sau khi sử dụng chiêu á thì chúng ta sẽ được hai đòn đánh thường đúng không? Thì cái đòn đánh thường thứ hai thì có thể gây chí mạng. Đây, trong game nó ghi như vậy anh em à. Ok. Và bây giờ tôi cùng với những người đồng đội của mình đang hăm he cái con Baron Azor một lần nữa. Ai đang bên kia đó? Gwen nè, qua giữ gì xe này, căng tem luôn hả? À rồi thấy mà chưa bị sốt rồi, tóc biến né luôn nè. Ê cha, đáng sợ chưa anh Lesin? Anh rung cái cặp đùi của anh chưa? Nhận thấy là tem bên kia có vẻ rung cặp đùi hơi nhiều, nên là tem tôi lại ăn Baron Azor. Yes sir, ăn Baron Azor xong rồi chúng ta lấy con T-Head rồi chúng ta tiến về Sài Gòn. Ta tiến về Sài Gòn. Không, chúng ta tiến về cái sân bay của bên kia. Mà khoan đi, ngưng ngang đi, chúng ta phải ăn con rồng ngàn tuổi nữa. Ai cha rồi, quỷ diệt luôn, tem bên kia thắng được một cái luôn. Chúng ta có ba rồng, linh hồn rồng lửa, bùa ba rình Azor, thêm cả là bùa rồng ngàn tuổi nữa. Hoài cha, chạm cái nào, đau cái đó anh em à. Nếu như mà tem bên... cái thằng Adriel này nó bắn ulti đau thế nhờ. Thằng Adriel này ở đâu, tên gì, địa chỉ sao, sinh năm mấy, hỏi nhiều vậy chi, định khắc lên cái bia á mày. Khó chịu vô cùng. Đây là ulti đến từ vị trí của tôi, xả được Mundo rồi, Mundo phải nằm xuống. Lại là cái chạm tình cảm, lấy được double kill, mạnh dữ luôn anh em ơi. Tất nhiên sau cái mạnh dữ đó thì chúng ta sẽ win thôi. Anh em thích tôi thì nhớ để lại cho tôi một đăng ký và follow nha. So thank you.